Kính chào quý thính giả đang theo dõi kênh Sam Audio. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương tiếp theo của truyện Đam Mỹ Tát Giã. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ và thoải mái cùng Sam Audio. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và share cho bạn bè mình cùng nghe nào. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video đọc truyện hấp dẫn nhé. Tiểu thuyết Đam Mỹ Tát Giã chương 114 Tưởng thừa, Triệu Kha vỗ vỗ mép giường Đi thư viện chung đi Cậu và Tê Tê đi trước đi Tưởng thừa ngồi xếp bằng trên giường Quý đầu nhìn điện thoại Tôi đi trễ một chút Tâm trạng của cậu ta không tốt Không biết đi đâu sầu não rồi Triệu Kha nói Hả? Tưởng thừa nhìn Triệu Kha một chút Mặt của Trương Tề Tề giống hệt tính cách của cậu ta, rất trẻ con, thế mà có lúc tâm trạng không tốt. Thì xếp lớp không như cậu ta mong muốn, Triệu Kha nói. Đi thôi, đi thư viện, cậu muốn chơi điện thoại thì về rồi chơi, để hồi nữa đi, phải đợi chỗ ngồi đó. Cậu ta là vì chuyện này, tưởng thừa do dự một chút rồi xuống giường. Bài thi này cũng không to tát gì đi, tôi thì không ôn tập trước còn không buồn phiền gì này điểm không ôn bài của cậu còn cao hơn cậu ta à triệu kha nói à tưởng thừa thở dài dù sao tôi cũng phải có một điểm mạnh đi vừa vặn đây chính là điểm mạnh của tôi người ta gọi là tùy thời bảo trì cảm giác cấp bách triệu kha đi ra ký túc xá khóa cửa tưởng thừa khóa cửa lại cùng triệu kha đi đến thư viện cảm giác cấp bách. Cậu cũng có, không cần phải xem các bạn học khác, không cần phải xem đàn anh cấp cao gì, chỉ cần nhìn ba người trong ký túc xá này thôi, cậu liền sẽ có cảm giác cấp bách. Cũng sẽ chơi, sẽ ra ngoài đi dạo, ăn uống, nghỉ ngơi, nhưng đều sẽ trở lại một khối thời gian lớn để học tập. Loại trạng thái này tưởng thừa chưa từng có một tuyển thủ trước khi thi đột kích ôn tập như cậu cũng chỉ từ khi đến môi trường này mới bắt đầu có cảm giác cấp bách người ở bên cạnh đều hướng về phía trước bản thân cũng không dám dừng lại bước chân nhưng còn có một loại cảm giác cấp bách khác mà cậu cũng bắt đầu cảm nhận được đó chính là cậu mò điện thoại trong túi vừa rồi cậu có kiểm tra tài khoản tiền trong thẻ không còn quá nhiều. Cậu phải suy tính một chút về chuyện kiếm tiền. Kỳ thật, học kỳ sau cũng được. Nhưng Cố Phi rất rõ về tình trạng tài chính của cậu. Cậu phải nhân lúc trước khi Cố Phi đưa tiền cho mình, bắt đầu có doanh thu. Điện thoại Triệu Kha vang lên, cậu ta bắt máy. Chị, tiểu phế vật, trong đầu dây truyền đến âm thanh của chị Triệu Kha, giọng rất lớn. Tưởng thừa ở bên cạnh còn nghe được chị ta kéo dài âm thanh kêu lên. Biệt danh này... Chuyện gì? Triệu Khoa đoán chừng đã quen với xưng hô thế này, lúc trả lời rất bình tĩnh. Tưởng thừa kéo giãn khoảng cách một chút, cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhìn. Cố Phi không có nhắn tin. Quy luật cuộc sống của cậu, Cố Phi đã rất quen. Ban đêm qua 10 giờ mới có thể liên hệ với cậu Thời gian khác đều là cậu rảnh rỗi nhắn tin qua trước. Ngày tháng như vậy cậu vẫn chưa quen nhưng lại khó chịu mấy ngày đầu giống như bị đặt trên lửa nướng đến muốn nhảy trở về đã giảm đi một phần nhỏ. Có điều xem ảnh của cô Phi vẫn như là nghiện thuốc mỗi ngày đều không thể thiếu. Em không muốn đi, em ghét các tiểu cô nương. Chị đương nhiên không phải tiểu cô nương à, chị ít nhất phải là đại quân nương triệu kha nói đợi tới lúc chị tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi chính là lão quân nương em thấy chị cũng đừng học tiến sĩ nữa sẽ em thật sự không đi em không muốn làm gia sư em cũng không có thiếu tiền em không cần loại rèn luyện này nếu không chị giới thiệu cho người gia sư tưởng thừa quay đầu nhìn cậu ta ừ triệu kha nhìn cậu cậu được không? Tưởng thừa hỏi. Chị chờ chút, bạn học em có hứng thú. Ừ, cậu ta nằm trong top 3 khoa tụi em. Hồi nữa em gọi lại cho chị. Triệu Kha cúp máy, quay đầu nhìn tưởng thừa. Cậu thật sự có hứng thú. Ừ, tưởng thừa gật gật đầu. Gia sư gì à, sôi động tới vậy, còn phải giới thiệu qua lại. Con của bạn chị tôi, tiểu cô nương lớp 11, nói rõ là muốn học sinh từ trường học nổi tiếng triệu kha nói tiền lương rất cao bình thường nếu tự đi tìm không có nhiều như vậy nếu cậu muốn đi tôi liền nói một tiếng với chị tôi có tiền sao không trực tiếp tìm giáo viên trường nổi tiếng tưởng thừa không quá hiểu được ý nghĩ của phụ huynh tiểu cô nương không muốn thôi muốn gần độ tuổi cha mẹ vô cùng chiều chuộng nói cái gì đều đồng ý triệu kha nói với lại giáo viên trường nổi tiếng dạy một người cũng chưa chắc đồng ý à ờ tưởng thừa ngẫm nghĩ tôi đi vậy tôi nói với chị tôi triệu kha nói tưởng thừa cảm thấy mình vẫn chưa hồi phục lại tinh thần chuyện kiếm tiền thế mà rơi xuống như vậy có chút thần kỳ chứng tỏ triệu kha là búp bê may mắn không chứng tỏ bản thân là một búp bê may mắn búp bê may mắn thừa thừa nói xong rồi tôi đưa số chị tôi cho cậu đến lúc đó cậu liên lạc với chị tôi là được triệu kha gửi số chị ta cho cậu cậu làm được không làm được tưởng thừa nhìn qua tên liên lạc triệu kha gửi qua tên cậu ta đặt cho chị mình là một bà già tưởng thừa thở dài chị cậu tên gì triệu kinh triệu kha nói triệu tĩnh tưởng thừa hỏi kinh Triệu Kha lặp lại lần nữa. Kinh, trong có sức mạnh? Tưởng thừa hỏi. Ừm. Triệu Kha gật gật đầu. Tên đặt uổng công rồi, sự thật không có sức mạnh gì cả, chỉ lúc tổn hại tôi mới tương đối có sức mạnh. Tưởng thừa cười cười, lưu số Triệu Kinh lại. Tiền sinh hoạt nhà, cho không đủ sao? Triệu Kha hỏi cậu. Không phải, Tưởng thừa so dự một chút, tôi chỉ có một mình. A, à, Triệu Kha nhìn cậu một chút, không nói gì khác. Cũng không phải một mình, Tưởng Thừa nghĩ nghĩ, muốn nói nhưng lại thấy không đủ chuẩn xác. Tôi biết rồi, là hai người, Triệu Kha cắt ngang cậu. Không phải tôi nói chứ, các cậu lúc ngược cẩu có thể giảm nhẹ chút không? Cứ tận dụng mọi thứ như thế. Tưởng Thừa không lên tiếng, cười cả buổi. Gia sư cố phi ngẩn người, Cậu học không phải rất căng sao? Hai ngày trước không phải vừa thi xong xếp lớp gì đó sao? Học kỳ sau còn thi tiếng Anh cấp 4 phải không? Thi tiếng Anh cấp 4 không cần ôn, Tưởng Thừa nói câu này, ngữ khí vẫn như cũ, không tốn sức quen thuộc. Gia sư cũng không chiếm bao nhiêu thời gian, mỗi tuần chỉ hai buổi cuối tuần. Chỗ cậu còn bao nhiêu tiền? Cố Phi hỏi. Tiền của Tưởng Thừa, Cố Phi gần như biết được Tính ra thì vẫn còn một phần. Cố Phi đang nghĩ rằng lễ Quốc Khánh sẽ lấy tiền nhận được trước từ chuyển nhượng cửa tiệm đưa cho tưởng thừa một ít, không nghĩ tới tưởng thừa nhanh như vậy đã bắt đầu làm việc. "Còn có đây này, tưởng thừa cười nói, đến Tết bao cho cậu một bao lì xì thật lớn." "Bao bản thân cậu được rồi," Cố Phi nói. Không có mặt mũi, tưởng thừa cười khà khà một trận. Cố Phi cảm thấy cậu ta hôm nay tâm tình rất tốt, có lẽ là không còn mấy ngày nữa liền nghỉ rồi. Nghĩ đến sắp được nghỉ học, tâm trạng Cố Phi cũng tăng lên không ít. "Thời gian này cậu không đi chụp hình à?" Tưởng Thừa hỏi, "Chỉ chụp mấy tấm ở xưởng thép thôi." "Không đi, lúc trước chụp mấy tấm kia gần như đủ rồi, thời gian này chỉ chỉnh sửa một chút, sau đó đưa cho người ta chọn." Cố Phi nói. Qua quốc khánh tôi mới chụp ảnh người mẫu tiếp Ừ Tưởng thừa nghĩ nghĩ lại cười Ngày mai tôi liền đặt vé trước Cậu nhớ kỹ đi đón tôi Được Cố phi cười cười Chạy mô tô đi Tưởng thừa lại nói Được Cố phi đáp Sắp đến 1 tháng 10 Thời gian này Nói gian nan Thật ra cũng không phải chịu không nổi cố phi đi đến trước tủ quần áo tưởng thừa mở cửa tủ ra nhìn một lúc lúc quay về sau quốc khánh phải mang theo ít quần áo dày hiện tại trời đã bắt đầu lành lạnh cố phi nhìn quần áo trong tủ lấy áo khoác của mình ra xem tưởng thừa lấy của cậu hai chiếc áo khoác để lại chiếc thường mặc này áo khoác này phải giặt thôi sắp thường xuyên mặc trên người tưởng thừa rồi đang muốn đem quần áo treo trở về vạt áo quẹt trên đùi cậu một chút cậu cảm thấy trong túi như có gì đó cậu sờ qua cảm giác như một phong thư lấy ra nhìn thử cậu liền sửng sốt một bao lì xì thật dày đại cát đại lợi cậu mở ra rút ra một xấp tiền từ bên trong không cần đoán cũng biết đây là tiền của bạn trai cậu tuyển thủ tưởng thừa để lại có lẽ sợ cậu không muốn Còn dùng phương thức giống hệt cậu Cậu cười cười Cầm tiền lên đếm Cả số tiền cũng như nhau Cậu cầm điện thoại qua Chụp hình tiền và bao lì xì gửi cho tưởng thừa Lại học theo một câu của tưởng thừa Cảm ơn bạn trai Chụt chụt đừng khách khí Tưởng thừa trả lời rất nhanh Gửi xong lại nhắn thêm một tin Cậu nói xem Đại cát đại lợi có phải thành ý hơn thọ tỷ Nam Sơn không? Có thành ý tương đương, cô Phi cười hồi lâu. Mấy ngày nay, cậu luôn có chút xấu hổ. Bao lì xì thọ tỷ Nam Sơn là cậu lấy từ trong tiệm. Vẫn cho rằng mình lấy ghi là việc học thành tựu Đến khi tưởng thừa gửi ảnh chụp qua, cậu mới phát hiện là thọ tỷ Nam Sơn. Đợi cậu sau này tặng tôi bao lì xì lớn hơn, đồng ý tưởng thừa gọi điện thoại cho triệu kình thương lượng xong sau quốc khánh mới bắt đầu dạy kèm cho nữ sinh kia nhưng hai ngày này phải qua gặp mặt trước chắc tôi không đi cùng cậu đâu triệu kha nói tôi không muốn gặp chị tôi cậu giúp tôi đem cái này cho chị ấy đi triệu kình học nghiên cứu sinh năm nhất ở trường đại học b tưởng thừa cầm một hộp bánh gato triệu kha đưa cho đứng ở cửa chính đại học B gọi điện cho Triệu Kình. Cúp điện thoại không bao lâu, liền thấy một cô gái từ trong cửa trường đi ra, xem ra chính là chị của Triệu Kha, dáng dấp rất giống, cao, rất trắng. Chỉ là khi thấy quần áo của chị ta mặc, cậu mới thật sự tin tưởng kiểu quần áo của Đinh Trúc Tâm vẫn là có người mua, hơn nữa mặc trên người Triệu Kình còn rất đẹp. Tưởng thưa, Triệu Kình đi tới hỏi một câu. Phải, Tưởng Thừa gật gật đầu, xem bánh gato trong tay, đưa tới. "Đây là Triệu Kha kêu em đưa cho chị." "Cái quỷ gì?" Triệu Kình nhận bánh gato, mở ra nhìn một chút. Nó nói, trong ký túc xá quan hệ tốt nhất với em. "Chắc là vậy," Tưởng Thừa nói. "Chắc là vậy, ít nhất cậu ta không có bạn gái." Chính là vị Hương này. Chịu Kình đem bánh gato cho cậu xem một chút. Sao em lại cùng nó quan hệ tốt nhất? Ký túc xá chỉ có hai người phải không? Tưởng thừa nhìn thoáng qua bánh gato trong hộp, vẽ một con gấu trúc phi thường xấu xí. Đây có thể là cậu ta làm. Hai ngày trước cậu ta nói bên cạnh trường học có một tiệm DIY. Chị hẹn với người ta 3 giờ, một hồi lái xe đi vừa vặn thời gian. Triệu Kình cũng không dùng đĩa, trực tiếp cầm bánh gà tô lên, cưỡng ép tách ra thành hai nửa, cho cậu một nửa. Ăn đi! Quá làm phiền chị rồi, thật ra em tự đi là được, tưởng thừa cắn một miếng bánh gà tô, hương vị cũng được. Không phiền phức, vừa vặn có một đàn anh định qua đó, đưa chúng ta một đoạn, Triệu Kình nói. Chị thuận tiện, đi dạo phố. A, à, tưởng thừa đáp không dễ gì mới trang điểm được không lẽ lãng phí triệu kình lại bổ sung một câu a à, tưởng thừa gật đầu một chiếc xe lái tới dừng bên cạnh bọn họ lên xe triệu kình đem bánh gato tô nhét vào trong miệng mút ngón tay mở cửa xe ghế phụ tưởng thừa do dự một chút mới lấy khăn tay ra trả tay một chút lên xe ngồi xuống chỗ phía sau bạn học em tôi tưởng thừa Triệu Kình giới thiệu một chút. Đây là đàn anh của chị, đẹp trai nhất khoa ba, Hứa Hành Chi. Chào em." Hứa Hành Chi thở dài, nghiêng mặt qua, nhẹ gật đầu với Tưởng Thừa. "Chào đàn anh." Tưởng Thừa nói, "Thật ngại làm phiền anh." "Tiện đường mà." Hứa Hành Chi nói. Đây là lần thứ nhất sau khi báo danh, Tưởng Thừa rời khỏi trường học vượt quá khoảng cách một cây số. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cảm giác thật lạ lẫm, có loại dự cảm chớp mắt một cái liền sẽ lạc đường. Trở về phải nghiêm túc tra một chút từ trường học tới đây như thế nào. Khoảng cách không tính là xa, cả đường không kẹt xe chút nào, khoảng chừng hơn 20 phút. Đến rồi đi. Triệu Kình mở cửa xe, "Cảm ơn." "Cảm ơn." Tưởng Thừa vừa mở cửa xe vừa nói. Đừng khách khí, khứa hành chi quay đầu lại. Từng thừa lúc này mới nhìn rõ bộ dáng anh ta, đeo kính mắt, dáng dấp dù sao cũng không đẹp trai bằng Cố Phi, hơn nữa lúc Cố Phi đeo kính cũng là phi thường đẹp trai, nhìn hoài không chán. Nhà mười gia sư trông bộ dáng rất giàu có, con gái nhà này cũng có thể nhìn ra rằng rất được chiều chuộng, thuộc về đứa trẻ nghịch ngợm không hiểu nhân sự cỡ lớn. Mẹ kêu cô ta hai lần, ngay cả đáp một tiếng cũng không. Tưởng thừa cùng mẹ cô ta nói chuyện hơn 10 phút, cô gái này mới từ phòng mình đi ra. Thành tích anh rất tốt sao? Cô nàng uể oải khẽ dựa lên ghế sofa, chào hỏi cũng không, liền nhìn tưởng thừa hỏi một câu. Phải xem là so với ai? Tưởng thừa nói. So với tôi đi, cô nàng nói tưởng thừa cảm thấy có chút không thể nào hiểu được tự tin hoàn toàn không có căn cứ này của cô gái là từ đâu mà ra cậu cầm qua một bộ bài thi trên tay dùng ngón tay gõ gõ tôi đã lớn như vậy rồi tới giờ chưa từng có điểm thấp như vậy cô gái này ngẩn người tiếp đến liền vô cùng vui vẻ cười lên cười cả buổi xong mới nói rất thấp sao đây là điểm cao nhất của tôi thấp Tưởng thừa gật gật đầu. Tùy tiện đi. Cô nàng đứng lên, quay người trở về phòng. Trước khi đóng cửa, quay đầu lại nhìn mẹ mình. Con không có ý kiến gì, nhưng một tuần chỉ hai buổi, nhiều hơn một buổi cũng không được. Từ nhỏ đã như thế, mẹ của cô nàng thế mà cả mặt hạnh phúc. Thật có cá tính. Đúng vậy à, tưởng thừa gật gật đầu. Nó đồng ý là được, ta biết triệu kình cũng hai năm rồi người nó đề cử ta tin cậy được người mẹ hạnh phúc nói mà nó còn nói thành tích cháu còn rất tốt hơn cả em trai nó nữa a à, tưởng thừa không biết nên làm sao nói tiếp này bà lấy ra một phong thư đây là tiền một tháng về sau cũng đều là trả trước vất vả cho cháu rồi cảm ơn cô tưởng thừa nhận phong thư chúng ta ở đây cố phi chỉ bản đồ trên bàn nói với cố miểu ở đây lúc trước nói với em rồi đúng không cố miểu cúi xuống bàn nhìn bản đồ trên mặt biểu lộ có thể nhìn ra được em ấy không hiểu lắm chúng ta ở đây cố phi lấy ra cây bút vẽ một vòng tròn trên bản đồ sau đó thuận theo đường sắt vẽ một đường thừa ca ở đây thừa ca Hai chữ ngắn ngủi đã hấp dẫn được lực chú ý của Cố Miểu, tầm mắt em ấy dừng lại một hồi trên bản đồ. Bản đồ này quá lớn, nhị miểu của chúng ta không thể hiểu nổi, Cố Phi lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bản đồ thành phố mình mở ra, dùng ngón tay chỉ. Nơi này là xưởng thép. Cố Miểu nhìn bản đồ chăm chú. Cố Phi muốn xác định một chút, em ấy là đang nhìn bản đồ hay là đang nhìn ngón tay của mình? Thế là rời ngón tay đi. Trong mắt cố miểu di chuyển theo. Cậu lại giơ ngón tay lên. Cố miểu rất nhanh, cũng nâng mí mắt lên. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhìn bộ dạng này của cố miểu, cậu lại nhịn không được, cười vui vẻ. Sao em giống một con mèo vậy? Cố miểu nhìn cậu, cười cười. Nhịn miểu, cố phi chống cằm nhìn em mấy. Qua mấy ngày này, thừa ca liền trở về, em vui không cố miểu gật gật đầu nhưng thừa ca còn phải về trường học một hai ba bốn năm cố phi lấy ngón tay ra đếm nếu ngắt đầu bỏ đuôi năm ngày cậu ta liền phải đi rồi nụ cười cố miểu biến mất nhị miểu cố phi thử thăm dò lại nói một câu chỗ thừa ca đi rất xa cách xưởng thép rất xa đi thẳng đi thẳng ngồi xe lửa. Không đi, Cố Miểu nói. Phải đi, Cố Phi nói, thừa ca sẽ không ở mãi nơi này, cậu ấy nhất định phải đi, nhị miểu cũng phải đi. Có lẽ cùng lúc nói, nói xong câu này, Cố Thị Miểu phát ra tiếng thét. Cố Phi thở dài, cậu không lập tức đi dỗ mà ngồi đối diện nhìn Cố Miểu. Cậu không biết đến cùng phải như thế nào mới có thể để cho cố miểu học được cách dùng phương thức chính xác để biểu đạt bản thân. Nổi giận, bất mãn, sợ hãi, căng thẳng, tất cả biểu đạt của cố miểu đều là hết lên. Nơi này của bọn cậu đến tột cùng vẫn là lạc hậu, không có cơ cấu chuyên nghiệp, bệnh viện khoa thần kinh cũng kém tiêu chuẩn hơn thành phố lớn. Đối với tình huống này của cố miểu cũng không có hệ thống phương án trị liệu gì có điều chương trình học trước đó cố miểu sau mỗi lần đi cảm xúc không hề tệ cho nên mặc dù loại chương trình học khôi phục nơi này cũng chưa nói tới có bao nhiêu chính quy cậu vẫn muốn để cho cố miểu đi ít ra xem như có một tia hy vọng cố miểu dù sao cũng không phải trời sinh đã là như vậy chỉ là chi phí không thấp lâu dài có chút kiệt sức cậu nhất định phải lên kế hoạch cho số tiền mình có trong tay ngày quốc khánh sinh viên ở lại trường học rất nhiều ngoài dự liệu của tưởng thừa trong ký túc xá ngoại trừ cậu ba người kia đều không về nhà nữ thần của tôi không về nhà lý do của triệu kha vô cùng cảm động lòng người lỗ thực và trương tề tề đều là bạn gái tới thế giới hai người thuận tiện đi du lịch sáng sớm đều đi ra trạm xe đón người tưởng thừa kỳ thật cũng rất kích động nhưng kiên trì không cùng bọn họ sáng sớm 2 giờ liền đến nhà ga thất thần. Đồ cậu phải mang về nhiều không? Triệu Kha hỏi. Nhiều thì chị tôi có thể tìm xe, đưa cậu đi. Không nhiều, chỉ một túi. Tưởng thường nhớ lại hứa hành chi lần trước lái xe đưa mình đi. Đàn anh lần trước đưa chúng tôi là bạn trai chị cậu à? Chị tôi độc thân, Triệu Kha nói. Trên thế giới này không phân biệt nam nữ, không có người, chị tôi có thể để ý. Thuộc về phái chủ nghĩa độc thân, nhìn ai cũng trướng mắt. Còn có phái nào khác không? Tưởng thừa cười hỏi. Còn có phái ai nhìn cũng trướng mắt, Triệu Kha nói. Tưởng thừa ngẩn người xong, mới cười thật lâu. Hôm nay tâm tình quả thực là quá tốt rồi. Cười xong cậu vỗ vỗ túi. Nếu không cậu đưa tôi đến cửa tàu điện ngầm đi. Không, triệu kha rất thẳng thắn tôi có thể đưa cậu tới cổng lầu ký túc xá tôi muốn đi thư viện đi thôi tưởng thừa cười cười cùng triệu kha xuống dưới lầu sau khi tách ra xong cậu lấy điện thoại nhắn tin cho cô phi tôi xuất phát đây tôi xuất phát đây tôi xuất phát đây lên xe rồi sao lên xe rồi sao lên xe rồi sao không có đang ôm túi sách lớn của tôi chạy ra cổng nhà ga đây Thẻ căn cước mang theo chưa? Mang rồi, mang rồi, mang rồi. Bây giờ tôi chuẩn bị tới trạm đây. Tưởng Thừa ngẩn người, gọi điện qua. Cậu bò tới nhà ga cũng không cần đến mấy tiếng đi, bây giờ đã đi. Ừ, Cố Phi cười nói, tôi cũng không có việc gì mà, nhị miểu cùng Lý Viêm đi chơi, tôi ở nhà hay tới nhà ga không có gì khác biệt. Tưởng Thừa đến nhà ga, lúc vào trạm cuối cùng là không có lạc đường, dù sao lần trước lúc đưa Cố Phi đi ấn tượng quá sâu sắc, sau khi ngồi xuống cậu lại nhắn tin cho Cố Phi. "Lòng chỉ muốn về." "Trông mong chẳng về." Lúc Cố Phi nhắn lại còn kèm theo một tấm hình, đội mũ bảo hiểm trùm đầu, xem bộ dáng là đã chuẩn bị lái xe tới trạm. Tưởng thừa nhìn chăm chú ảnh của cậu thật lâu. Lúc trước lòng tràn đầy phẫn nộ và mở mịt ngồi trên xe lửa, thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày, mình có thể lòng tràn đầy lo lắng cùng mong đợi như vậy, muốn nhanh trở lại thành phố nhỏ kia. Lên xe chưa? Trai tồi. Phan Trí nhắn tin tới, tràn đầy ai oán. Ngồi xuống rồi, trở về rồi tìm cậu chơi. Thôi đi, trở về mới nói, bây giờ cậu lai hoay đến không chạm mặt đất, đồng thời cũng không nhớ đến tôi tưởng thừa cúi đầu cười một hồi lâu sau khi báo danh cậu cùng phan trí chỉ tìm thời gian gặp mặt được một lần ăn cơm kỳ thật cũng không riêng gì cậu bận bịu phan trí cũng bề bộn nhiều việc dù sao nghề chính của cậu ta cũng không phải học tập xe khởi hành tưởng thừa nhìn ngoài cửa sổ khuất xuất thần cảnh vật ngoài cửa xe liên tục biến hóa nhưng cậu cảm giác cái gì cũng không thấy được đầy trong đầu đều là cố phi. Dường như 5 phút một lần đều xem thời gian trong điện thoại. Cuối cùng, rốt cuộc, còn 20 phút nữa là sẽ đến trạm. Cậu đứng dậy, mang theo túi, vượt lên đứng ở cạnh cửa. Khi nhân viên tới chuẩn bị mở cửa, cậu còn xém chút, không muốn nhường đường. Cửa vừa mở, cậu là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Tôi đến rồi. Cậu vừa đi vừa bấm số cố phi. Tôi đến rồi, xuống xe rồi tôi đang đi ra tôi ở cổng ra rồi cố phi nói cậu ra liền có thể thấy tôi tưởng thừa bước nhanh đi ra ngoài đi được một đoạn thì chạy chạm xe này rất nhỏ từ xuống xe đến cửa ra hết thảy cũng chỉ mấy trăm mét nhưng khi tưởng thừa chạy vẫn cảm thấy đoạn đường này quá mẹ nó dài chạy hoài vẫn không hết lúc nhìn thấy cửa ra cậu thật sự nhịn không được cũng không đoái hoài nhìn bên ngoài. Trước hồ một tiếng, cố phi, không được chạy, không được chạy. Nhân viên công tác chỉ vào cậu, không được chạy. Bên ngoài có người đưa tay hô hô, là cố phi. Tưởng thừa đi ra khỏi đó, lúc nhìn thấy, mỉm cười trên mặt cố phi, lập tức có loại cảm giác thoải mái như thấy lại ánh mặt trời. Vội vã mang theo túi sách, liền vọt tới, không để ý tới bốn phía đều là người. Ôm chầm lấy cố phi, Tôi đệt, cậu mạnh mẽ siết chặt cánh tay. Tôi thật sự nhớ cậu rồi. Tôi cũng vậy. Cố Phi cũng hồn cậu. Hết chương 114. Để không bỏ lỡ các chương tiếp theo, quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để chờ đón những video mới nhất được thực hiện bởi Sam Audio nhé.